Tốt nhất là các bạn nên sử dụng số liệu để chứng minh cho những cái kỹ năng này. Chào các bạn và chào mừng các bạn đến với tập cuối của Nhà Có Tết. Trời ơi, cảm thấy cũng hơi tiếc một chút, cũng rất là nhanh đúng không? Mình tưởng là 9 tập cũng rất là nhiều, thế nhưng mà thực sự là 9 tập qua 9 ngày Tết. Tại vì chúng mình cũng nói được rất là nhiều chuyện ấy, thế cho nên là mình cũng cảm thấy khá là nhanh đấy. Ngày hôm nay đã là ngày mùng 5 Tết rồi, tất nhiên là còn mùng thì vẫn còn Tết. Thế nhưng mà ngày hôm nay đã là một cái ngày mà theo mình là chúng mình hãy khai bút đầu xuân đi ha. Ngày xưa khi mà mọi người nói đến việc khai bút đầu xuân ấy thì thường là lôi vở lôi sách ra làm bài tập đó, thì ý là bài tập Tết cô giáo đã cho rồi, thế nhưng mà nghỉ Tết mấy ngày chưa làm xong thì là bây giờ đã là phải lôi vở ra làm rồi đó. Thế nhưng mà bây giờ thì có nhiều hình thức khai bút hơn. Ngày hôm trước thì là mình có đăng một cái post ở trên Giang ơi Fandom, mình thu thập CV của các bạn để mình có thể dựa trên những cái CV đó mình nhận xét, mình góp ý, và từ đó thì là các bạn có thể sửa sang CV, cập nhật CV cho nó tốt hơn. Giang ơi Fandom là gì? Giang ơi Fandom là một cái group ở trên Facebook dành cho các mắc ca để có thể trao đổi và chế meme và gửi CV cho mình để mình góp ý khi mà mình có những cái post như vậy. Thì nếu mà các bạn cũng là một mắc ca muốn giải trí, giao lưu, chế meme và có được những cái quyền lợi, ví dụ như là mình post ở trong đó mình lấy CV của các bạn để mình có thể gợi ý, thì các bạn có thể tham gia Giang ơi Fandom ở trên Facebook đó. Ngày hôm trước mình post cái post đó thì là các bạn cũng gửi cho mình rất là nhiều CV, thế nhưng mà rất tiếc rõ ràng ngày hôm nay thì chúng mình sẽ không thể nào mà đưa ra được cái nhận xét cho tất cả cái CV mà các bạn đã gửi cho mình, cũng hơi nhiều một chút, nhưng mà mình đã chọn ra một số để mình có thể góp ý. Và hy vọng là kể cả CV của các bạn nếu mà ngày hôm nay có chưa được mình góp ý trực tiếp thì là các bạn cũng sẽ tận dụng những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ, tức là sẽ có những cái lỗi mà rất là nhiều người mắc, thế cho nên là từ đó các bạn cũng có thể dựa trên những cái ví dụ này rút kinh nghiệm cho CV của riêng mình. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào CV đầu tiên. Đây là CV của bạn Phan Hoàng Moon, thực tập sinh Logistics. Logistics là theo như mình hiểu là quy trình là vận chuyển đó. Như các bạn thấy thì cái CV này có hai trang, đây là trang thứ nhất và đây là trang thứ hai đó. Về cơ bản mình vẫn nói chung là trên tinh thần chung các bạn hãy cố gắng hết sức để thu cái CV lại còn một trang ngắn gọn thôi, thì là mình vẫn khuyến khích các bạn như vậy. Tuy nhiên là trong trường hợp của bạn Moon á, thì là bạn có rất là nhiều những cái thông tin mà bạn cần phải đưa ra, bởi vậy cho nên là mình cảm thấy là với cái cách trình bày tốt như thế này, tại vì trình bày rõ ràng, thế cho nên là hai trang vẫn ok. Tuy nhiên có một số cái góp ý như sau này. Đầu tiên mình đi từ trên xuống ha. Phan Hoàng Moon, đây không phải là tên thật của bạn, và trong hầu hết mọi trường hợp là nên tránh dùng những cái biệt danh ha. Nếu mà các bạn có tên tiếng Anh để xin vào những cái công ty mà ở nước ngoài đó, thì là các bạn dùng tên tiếng Anh. Ví dụ như là ngày xưa mình làm cho công ty nước ngoài thì tên của mình là Sunday Lê Trần, thì là mình sẽ có thể đưa vào CV của mình là Sunday Lê Trần, nhưng mà nó là cái tên, nó là tên tiếng Anh. Còn ở đây Phan Hoàng Moon á, thì cảm giác nó giống như là một cái nickname hơn. Và đây là cái điều mà các bạn nên tránh làm. Mình nhìn thấy ở dưới cùng đó, thì là bạn tên bạn là Phan Hoàng Anh Nguyệt hoặc là Ánh Nguyệt, thì là bạn nên sử dụng cái tên này hoặc là tên tiếng Anh rút gọn của bạn. Về hình profile, rất là xinh, rất là chuyên nghiệp ha. Cái hình chân dung của các bạn ở trong cái CV ấy, trong một số trường hợp thì nó sẽ phù hợp để các bạn để vô, ví dụ như là xin vô các cái hoạt động ngoại khóa này, hoạt động xã hội này, những cái công việc cần một cái sự cần một ngoại hình, ví dụ như là các bạn làm bán hàng này, hoặc là lễ tân này, hoặc là quan hệ khách hàng, tất cả những cái công việc mà cần ngoại hình là quan trọng. Nói thật với các bạn là mình chưa bao giờ để hình profile ở trên CV cả, thì cái này các bạn cũng nên cân nhắc là có nên để hay không ha. Ở dưới tên của bạn Moon thì bạn có để thông tin liên lạc, và những cái thông tin liên lạc này thì bao gồm số điện thoại này, địa chỉ này, Facebook, tên Facebook và email. Theo như ý kiến của mình thì các bạn sẽ chỉ cần số điện thoại và địa chỉ email thôi. Các bạn không cần địa chỉ nhà của các bạn, và các bạn cũng không cần để Facebook ở đó. Lý do là tại vì cái thứ nhất, các bạn sẽ đi gửi CV nhiều nơi, cho nên là cái thông tin đó về các bạn sẽ, nói chung là sẽ tương đối được lan truyền tới ai thì mình không có biết ha. Bởi vậy cho nên là nếu mà mình để địa chỉ nhà ở trong đó thì nó không tối ưu về mặt an ninh. Và bản thân cái việc là địa chỉ của các bạn ở đâu, nó là một cái yếu tố rất rất là đặc thù, mà rất là ít công việc yêu cầu là bạn phải ở gần công ty. Ngày xưa đó, khi mà đời sống của người Việt Nam còn chưa được bằng như bây giờ, thì có những cái yếu tố mà có thể là nó quan trọng khi mà các bạn đi xin việc, ví dụ như là hộ khẩu của các bạn ở đâu người ta cũng xét này, rồi các bạn có xe máy để đi lại hay không thì là người ta cũng xét cái điều đó, tại vì ngày xưa đời sống nó khác. Thế nhưng mà đến bây giờ cái việc mà
mình có hộ khẩu ở đâu nó không còn là cái yếu tố quan trọng nữa, và cái việc mà mình có xe máy để di chuyển từ nơi ở của mình đến chỗ làm cũng là cái điều mà mặc định phải có. Bởi vậy cho nên vì cái lý do đó mình không nghĩ là bạn cần có cái địa chỉ ở trong cái CV của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái Facebook. Trừ phi cái Facebook của các bạn nó chuyên nghiệp như cái LinkedIn ấy, tức là các bạn có một cái profile ở trên LinkedIn, sau đó thì ở trên LinkedIn các bạn chia sẻ rất là nhiều những cái thành tích làm việc của bạn này, hồ sơ này, rồi những cái thông tin liên quan đến công việc một cách chuyên nghiệp, đó là những cái nội dung của LinkedIn, phải không? Còn Facebook, khi mà các bạn có, nói chung là hình ảnh rồi các bạn bè của các bạn tag bạn vào rồi này, đi chơi này, rồi các thứ rất là cá nhân ở trên Facebook, thì chúng mình không cần thiết phải để ở trên CV. Nhiều khi con người của mình trong công việc và con người của mình trong cuộc sống là hai con người có thể là hơi khác nhau một chút. Bởi vậy cho nên là nếu mà mình để cái Facebook cá nhân của mình ở đây, mình đang đi xin một cái công việc nào đó mà nó tương đối là nó khô, nó tương đối nghiêm túc đó, mà mình để Facebook ở đây, người ta vô người ta xem, xong rồi doanh nghiệp người ta thấy mình lại hơi nhí nhố một chút ở trên Facebook, thì nó sẽ là một cái không được lợi lắm cho mình ha. Phần giới thiệu, tôi là một người cởi mở, năng động, có trách nhiệm cao, có khả năng lãnh đạo tốt. Tôi dễ dàng thích nghi với môi trường mới, sẵn sàng lắng nghe, học hỏi nhanh chóng, mong muốn có cơ hội phát triển bản thân và được cống hiến. Cái phần giới thiệu là cái phần mà không nhất thiết phải có trong một bản CV, đặc biệt là khi cái bản giới thiệu đó nó quá chung chung. Trừ phi là các bạn có một cái, những cái thông tin rất rất là đặc thù, là bạn đã đến từ đâu đó, xong rồi bây giờ bạn đang muốn tìm công việc ở trong cái lĩnh vực nào đó cụ thể để các bạn có thể leo lên đến một cái vị trí ở một cái lĩnh vực đặc thù nào đó, tức là nó cực kỳ cụ thể và nó chỉ đúng đối với bản thân bạn thôi. Và cái thông tin đó là rất quan trọng để các bạn phải chia sẻ để đi xin vào cái công việc đó, thì các bạn hẵng để cái phần giới thiệu. Còn tôi là một con người có trách nhiệm cao, dễ dàng thích nghi, mong muốn có được cơ hội phát triển bản thân, thì thực sự là cái này không có cần phải cho vô. Mình muốn các bạn làm CV trên một tinh thần là cái gì không cần là bỏ ra ngay. CV càng ít chữ càng dễ đọc, nhưng mà vẫn phải đủ ý. Bởi vậy cho nên là chỉ có những cái ý quan trọng nhất, có tính quyết định nhất và có lý do nó phải ở đó thì nó mới nên ở đó. Còn những cái chung chung giống như là cởi mở, hòa đồng, mong muốn phát triển bản thân thì thực sự là ai cũng có thể ghi vào được. Và những người ví dụ như là giống như mình chẳng hạn, mình đã từng đi đọc CV để mình tuyển thực tập sinh cho nhân viên. Mình đi tuyển thực tập sinh cho công ty của mình đó, thì là mình không có đọc cái phần giới thiệu chung chung như vậy đâu. Và sẵn cái việc mình đang nói đến những cái thông tin chung chung thì là mình sẽ đi xuống luôn ở đây cái phần kỹ năng ha. Bây giờ chúng mình sẽ đi một dọc các cái kỹ năng này để xem là những cái nào có thể giữ lại ở trong đó và những cái nào nên bỏ ra. Kỹ năng, ok, thế nhưng mà kỹ năng ở cái mức bao nhiêu nên để điểm ở trong đó, để mình biết là cái kỹ năng tiếng Anh tốt, ý là tốt là ở cái mức độ nào. Quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm là những cái không cần phải để vô. Tại vì những cái kỹ năng này là những cái kỹ năng mềm, ai cũng tự nhận là mình có hết. Chẳng có ai tự nhận là mình lười này, mình không có khả năng lãnh đạo này, mình không có khả năng giải quyết vấn đề. Đó, cho nên là khi mà những cái cụm từ chung chung như vậy nó ở trong CV thì cá nhân mình là một người đi đọc CV ha, không có đọc. Một người sẽ dành rất là ít thời gian ở trong cái CV, bởi vậy cho nên là mình phải cho người ta cái cơ hội được scan, tức là nhìn, người ta có thể lấy được những cái thông tin người ta đang cần tìm quan trọng nhất ngay lập tức, chứ người ta không có dành thời gian để người ta đọc cẩn thận từng chữ một. Bởi vậy cho nên là các bạn sẽ phải sử dụng những cái dây rất là quý báu đó để làm cho mình nổi bật lên và làm cho cái CV của mình dễ nhất cho người tuyển dụng, dễ nhất có thể. Tin học cơ bản, ok. Edit hình ảnh, thiết kế cơ bản, đây là những cái điều mà nhà tuyển dụng quan tâm. Bạn ấy có tiếng Anh, bạn ấy có khả năng tin học cơ bản, bạn ấy biết edit hình ảnh và bạn ấy biết thiết kế cơ bản. Thì đó là những cái điều mà nó có thể ứng dụng ngay vào công việc và người tuyển dụng người ta muốn có, người ta muốn biết những cái điều đó. Rồi bây giờ học vấn, nhìn cái phần học vấn và thành tích ở đây thì là các bạn có thấy một cái điều gì đó mà nó hơi không ổn không? Đây là một chút lỗi trình bày ha. Thì từ học vấn đến cái phần chữ này, cách đây nhiêu đây, tự nhiên xuống đến cái thành tích thì cái chữ thành tích ấy, cái đề mục thành tích ấy, nó lại gần sát với cái mục học vấn hơn là những cái chữ giải trình những cái thành tích. Thế cho nên là mình phải căn chỉnh như thế nào đó để mình cho nó tỷ lệ cho nó thống nhất với nhau ha. Tức là từ giới thiệu đến cái phần chữ đen ở dưới này là một khoảng cách bằng nhau, từ học vấn đến cái phần chữ đen là một khoảng cách bằng nhau, và từ thành tích đến cái phần chữ đen cũng phải là một khoảng bằng nhau. Kinh nghiệm làm việc, trình bày rất là tốt, rõ ràng, ngắn gọn và đủ ý. Tên công ty này, rồi đến vị trí, rồi đến thời gian, rồi ngắn gọn những cái bullet points, những cái gạch đầu dòng mà các bạn làm. Không có bị dính chữ vào nhau, không có bị dài dòng quá, ngắn gọn, đủ ý, có những cái keywords, tức là những cái từ quan trọng. Cái mục thứ hai cũng rất là tốt, nhưng mà chữ ở đây thòi ra thụt vào ha. Cái này là căn chỉnh chưa tốt này.
mình nên căn chỉnh chữ cho nó thẳng hàng lại như vậy ha. Sau đó một lần nữa đây, công việc bán thời gian nó lại dính vào cái cục ở trên hơn là cái cục ở dưới thì là mình căn chỉnh lại. Rồi bây giờ chúng mình sang trang thứ hai, hoạt động ngoại khóa, thì đây là cái lý do mà bạn phải có cái trang thứ hai là bạn hoạt động rất là nhiều những cái hoạt động xã hội và hoạt động ngoại khóa, thế cho nên là những cái thông tin này thì xứng đáng với một cái trang thứ hai. Thì cái này rút kinh nghiệm một chút là cái chữ hoạt động ngoại khóa này này, bạn căn nó ở giữa. Thế nhưng mà ở trên này ấy, những cái đề mục màu hồng ấy, là căn ở phía bên lề trái. Thế cho nên là ở dưới này thì là mình cũng nên căn theo cái lề trái để nó thống nhất với cái ở trên. Cái phần nội dung trình bày thì rất là tốt rồi, rõ đề mục, rõ khoảng thời gian, rồi làm gì đó thì đều có. Nhìn chung đây là một cái CV tốt, bạn Moon chỉ cần cân nhắc những cái điểm mà mình đã góp ý đó. Bên cạnh đó thì cái lỗi nhiều nhất ở đây chỉ là những cái lỗi nhỏ về mặt căn chỉnh và trình bày thôi. Thì lưu ý một chút ha, căn chỉnh như thế nào sao cho nó đồng đều và cái mục nào nó phải dính vào cái phần đó. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với cái CV thứ hai. Trần Vũ Lan Nhi, Content Creator, Creative Intern, là nhà sáng tạo nội dung đó. Thì bạn sống ở Nhật Bản ha, bạn sinh năm 2000 ha. Cái ngày tháng năm sinh ấy không phải là cái thông tin bắt buộc phải đưa vào CV, thế cho nên là có thể lược ngày tháng năm sinh ra ha. Ở đây cái phần thông tin liên lạc của bạn Nhi rất là tốt nè. Email, rồi số điện thoại, rồi cái profile LinkedIn của bạn ha, rất là tốt. Cái phần portfolio của bạn cũng rất là tốt. Có trang YouTube tên là Tớ Là Nhi và có trang Facebook tên là Tớ Là Nhi OO. Khi mà bạn ghi bạn là content creator, tức là nhà sáng tạo nội dung đó, thì là nhà tuyển dụng sẽ muốn xem những cái nội dung mà bạn sáng tạo ra, và ở đây đã có cái tên YouTube và Facebook của bạn thì cũng rất là tốt để nhà tuyển dụng có thể nhanh chóng tìm ra. Cách trình bày rất là tốt ha, gọn gàng một trang thôi. Tuy nhiên, nó đang sát quá, nó đang cảm giác là chữ nghĩa nó đang chuẩn bị tràn ra khỏi cái trang giấy ấy. Cố gắng thu lại một chút, thu lại một chút. Và mình hiểu là khi mà bây giờ thu vô ấy, thì nó sẽ, cái chữ nó sẽ rất là nhỏ. Bản thân cái chữ này bây giờ nó đang đã rất là nhỏ rồi. Thế cho nên là bây giờ nếu mà đưa vô để cho cái lề nó rộng hơn thì là nó sẽ chật hơn nữa. Thế nhưng mà hãy cố gắng biên tập lại những cái nội dung này sao cho nó gọn gàng lại. Bây giờ mình cảm giác là Nhi nói chung là trình bày mọi thứ một cách hết sức là tốt, hết sức là rõ ràng. Tuy nhiên, những cái gạch đầu dòng này cố gắng có thể làm gọn lại. Ví dụ nha, đây, kinh nghiệm làm việc đầu tiên, Tớ Là Nhi ở phía trên này, các bạn nhìn này. Sáng tạo nội dung từ 2019 cho đến hiện tại, rất là tốt nha. Rồi, bắt đầu vào các cái đề mục. Sáng tạo nội dung YouTube và Facebook về lối sống, văn hóa, cuộc sống tại Nhật Bản hàng tuần. Các cái nền tảng ở trên Facebook và YouTube thì là mình đã ghi ở phía trên, thế cho nên là không cần phải repeat, không cần phải ghi lại cái thông tin đó ở trong cái đề mục này. Có kinh nghiệm làm việc dưới áp lực deadline hàng tuần. Cái này để thì cũng được thôi, thế nhưng mà thực sự là khi mà người ta nhấn vào cái kênh của Nhi để người ta xem ấy, thì là người ta sẽ thấy là ra video đều đặn hàng tuần, tức là cái đó, cái nội dung đó cũng sẽ được thể hiện rồi. Thì là cái câu này có thể lược đi. Rồi, phần học vấn rất là tốt, ngắn gọn ha, kinh nghiệm làm việc nói chung cũng rất là tốt, hoạt động ngoại khóa rất là tốt, trình bày rất là rõ ràng, đầy đủ, rành mạch. Kỹ năng, truyền thông, marketing, sáng tạo, viết nội dung, giao tiếp, tin học, văn phòng, tiếng Anh. Đây là một cái điểm rất là mạnh ở trong CV của Trần Vũ Lan Nhi ha. Mình gạch đầu dòng, mình có những cái đề mục cụ thể, ví dụ như là truyền thông, sáng tạo, giao tiếp, tin học văn phòng, tiếng Anh đều là những cái kỹ năng mà có thể gọi là measurable, tức là có thể đo lường được. Nó cần phải có bằng chứng ở dưới này, và đây là một điểm rất là mạnh của CV Trần Vũ Lan Nhi ha. Nếu mà cái phần kỹ năng ở trong CV của các bạn còn hơi chung chung thì các bạn có thể tham khảo phần kỹ năng của Trần Vũ Lan Nhi để có thể làm cho cái phần kỹ năng của mình nó mạnh hơn ở trong CV của mình nha. Hai cái CV tiếp theo mình sẽ nhận xét cùng với nhau là CV của Nguyễn X và Hoàng Minh Anh. Ở trên cái post mình kêu gọi các bạn gửi CV cho mình thì mình có ghi là nếu mà các bạn muốn giấu tên thì là các bạn thay đổi cái tên ở trên cái CV đi, chứ còn để phục vụ cho cái mục đích góp ý thì mình sẽ không che bất cứ một cái thông tin gì ha. Thì là bạn đã đổi tên thành Nguyễn X. Đó. Đây là hai chiếc CV cùng ra từ một nguồn. Tại vì cái gọi là cái layout, cái trình bày nó giống nhau, và ở cuối đó thì đều ghi là đều ra từ topcv.vn. Đó, hai cái CV này về nội dung thì tương đối ổn. Tuy nhiên, mình phải nói đến cái bước trước khi mà nhà tuyển dụng người ta dành thời gian để người ta đọc những cái nội dung đó, là người ta nhìn cái trình bày. Và rất tiếc là hai cái CV này thì chưa qua được cái vòng trình bày. Thoạt nhìn thì có vẻ như là nó rõ ràng đó, tức là đề mục, rồi nội dung, rồi đề mục, rồi nội dung, tất cả mọi thứ nó, vấn đề là nó tiêu chuẩn. Nó rất là tiêu chuẩn, và lý do tại sao mà mình muốn nói về cái sự tiêu chuẩn này là bởi vì cái mức độ tiêu chuẩn nó không còn đủ tốt nữa.
càng ngày mọi người càng giỏi, cái thị trường công việc, cái sức cạnh tranh nó càng lớn hơn. Bởi vậy cho nên là cái CV của mình chỉ ở cái mức gọi là tiêu chuẩn thôi thì nó không còn đủ nữa. Tất nhiên khi mà mình xin vào những cái vị trí mà nó khô khan thì nó sẽ khác với khi mà xin vào những cái vị trí mà cần sáng tạo rồi rất là creative, rất là mang tính nghệ thuật này kia thì không tính. Thế nhưng mà nó phải có một cái kiểu trình bày gì đó nó bớt tiêu chuẩn hơn như thế này. Bây giờ nhìn một cái CV mà nền trắng trơn ha, chữ thì tất cả màu đen, sau đó thì cái phông chữ là cái phông gì, New Time, Time New Roman gì đó, là cái phông chữ mà ngày xưa mình học tin học chúng mình vẫn phải đánh đó. Thì đây là một cái sự tiêu chuẩn mà sẽ không còn đủ tốt cho thời điểm, mình nghĩ là thời điểm hiện tại nữa, khi mà càng ngày người ta càng cạnh tranh cao hơn. Và khi mà mình đặt mình vào vị trí của một nhà tuyển dụng nha, mình phải tải cái CV này về. Như các bạn thấy là ở bên phải là một cái screenshot, tức là lúc đầu thì mình không dành sử dụng cái này, thế cho nên là mình chỉ biết chụp màn hình lại thôi, chứ mình không có biết tải về. Tới cái CV thứ hai của bạn Nguyễn X thì là mình đã thấy cái nút gọi là tải cái CV này về, thì là mình ấn vào đó. Thế nhưng mà khi mà mình ấn vào đó, nó hiện lên một cái cửa sổ chạy quảng cáo rất là ghê. Cái gì nhà tôi ba đời chữa ung thư đại tràng gì đó. Thì cái này nó không phải là một cái trải nghiệm tốt dành cho nhà tuyển dụng. Mặc dù bạn Nguyễn X không có trách bất cứ trách nhiệm gì đối với cái ad nhà tôi ba đời chữa đại tràng cả. Thế nhưng mà vấn đề là cái đó nó lại, nó là một cái trải nghiệm liền mạch cho nhà tuyển dụng. Và khi mà nhà tuyển dụng nhận được cái email của mình cho đến khi mà người ta đọc cái CV của mình ấy, cái trách nhiệm của mình là làm sao sử dụng công nghệ như thế nào đó để người ta có một trải nghiệm dễ dàng, liền mạch và có thiện cảm đối với cái hồ sơ của mình ha. Nguyễn Thị Trúc Mai, 3 trang CV, hơi dài nha. Đầu tiên là phải nói đến cái tên đã này, cái tên file cv.pdf, cái này là nên sửa nha Mai. CV gạch ngang Nguyễn Thị Trúc Mai. Nhà tuyển dụng khi mà người ta tuyển dụng, người ta phải tải rất là nhiều CV về. Và nếu như mà ở trong máy của người ta, file của người ta cái nào cũng tên là CV, thì là nó sẽ không, người ta sẽ khó phân biệt và người ta sẽ dễ làm mất cái CV của mình ha. Mình nên ghi cụ thể nào, mình nên ghi cụ thể cái tên của mình vào cái file đó để người ta dễ có thể tìm lại được khi mà người ta muốn tìm lại ha. Rồi, Nguyễn Thị Trúc Mai, hơi dài một chút nha Mai, nhưng mà phần trình bày rất là tốt. Bây giờ chúng mình sẽ làm sao đó để mình đi từ trên xuống dưới để mình xem là mình có thể lược bỏ những cái gì để cái trình bày này nó ngắn lại. Cái CV bây giờ cái độ dài nó chỉ cần ngắn lại là nó đã tốt hơn rất là nhiều phần rồi, tại vì cái sự trình bày nó đã rất là tốt ha. Rồi, bắt đầu từ phần liên hệ, sinh nhật có thể lược bỏ, địa chỉ có thể lược bỏ, email hình như sai chính tả đây này, edu phải chấm vn chứ không phải phẩy vn đúng không, hình như email không có dấu phẩy đó, là phải sửa cái này, là lỗi chính tả là không có được, không tốt nha, không có được mắc lỗi chính tả này. Rồi, giới thiệu đường tuy ngắn không đi không đến, có thể lược bỏ cái phần này nha. Rồi, kinh nghiệm làm việc trung tâm tư vấn pháp luật thực tập sinh, cái này rất tốt. Thế nhưng khi mà mình đã có một cái phần mà mình gạch các cái đầu dòng ha, thì các cái đầu dòng nó nên thẳng nhau, tức là nếu mà Mai đã muốn căn chỉnh cái phần kinh nghiệm làm việc theo cái gáy ở giữa thì mình nên đẩy cái phần kinh nghiệm làm việc qua đây, qua phần bên phải để mình có thể căn chỉnh thẳng hàng những cái phần gạch đầu dòng đó. Rồi, bây giờ đến với cái phần kỹ năng thì là chúng mình sẽ bàn một chút về cái điểm này, nó cũng tương đối thú vị ở cái phần kỹ năng, tại vì mình thấy rất là nhiều bạn sử dụng những cái thanh, ví dụ như là thanh loading, rồi các bạn fill cái màu vào như thế này, rồi những cái mà từ 0% đến 100% thì các bạn nghĩ mình ở bao nhiêu phần trăm, hoặc là từ cái mức 1 đến 10 thì là các bạn tô màu bao nhiêu cái dấu, từ 1 đến 10 thì các bạn tự đánh giá các bạn là kỹ năng đó nó sẽ ở cái mức bao nhiêu. Thế nhưng mà vấn đề là đây không phải là điểm mạnh, đây lại là điểm yếu, nhìn nó chỉ vui mắt thôi. Thế nhưng mà về cái nội dung nó rất là yếu. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái kỹ năng này đánh giá từ 0% đến 100% là hoàn toàn dựa trên cảm xúc của các bạn vào lúc đó. Cái kỹ năng của mình đến đâu ấy, nó không thể đo lường bằng việc là từ 0% đến 100% tôi ở đâu. Tại vì ai biết được là 100% nó ở đâu, đúng không? Chẳng có ai là thực sự 100% ở một cái lĩnh vực gì đó cả. Bởi vậy cho nên là chúng mình phải kỹ ở cái phần đó. Tốt nhất là các bạn nên sử dụng số liệu để chứng minh cho những cái kỹ năng này. Ví dụ như là kỹ năng tiếng Anh thì là bao nhiêu IELTS chẳng hạn vậy, hoặc là bao nhiêu điểm ở trên trường. Rồi kỹ năng sử dụng một cái phần mềm gì đó thì là mình phải chứng minh bằng những cái sản phẩm mà mình đã làm ra từ những cái phần mềm đó. Các bạn cần phải dẫn link tới cái portfolio của các bạn để những cái đó lên trên mạng, để người ta có thể ấn vào người ta kiểm tra xem là cái kỹ năng của các bạn sản xuất ra những cái thành phẩm tới đâu ha, khi mà người ta quan tâm những cái đó. Rồi, ngôn ngữ tiếng Việt 100%.
Thôi, ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ rồi thì mình không có cần phải để vào đây ha. Bây giờ tiếng Anh với tiếng Trung ở cái mức nào thì là mình nên có cái điểm để mình ghi vô đó. Rồi, điều quan tâm, đọc sách, khám phá thế mạnh bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, ba cái này không có cần phải cho vô, là rút ngắn được lên ha. Về cơ bản thì đây là một cái CV tốt ha. Bây giờ Mai chỉ cần rút ngắn lại CV này, rồi lược bỏ những cái phần mà mình không cần thiết lắm này, rồi kỹ năng thì thêm số liệu vào để chứng minh này, và cuối cùng là nếu có thể thì xóa cái vietcv.io ở dưới này đi nha. Cái việc mà có logo ở phía góc CV đó, nó không phải là cái yếu tố gọi là make or break, tức là nó sẽ không, nó không đánh trượt cái CV của bạn. Thế nhưng mà nó là một cái chi tiết mà chúng mình cũng nên để ý, tại vì khi mà chúng mình muốn nổi trội hơn những ứng viên khác thì chúng mình không thể nào mà có cái logo ở đó, tức là chúng mình nói lên một cái điều là chúng mình lên một cái trang web nào đó và chúng mình tải cái template sẵn đó về. Sau đó thì chúng mình chỉ có điền vô ô trống thôi, bằng cái việc là mình sử dụng cái công cụ đó thì là người ta để cái logo của người ta ở đó. Tức là mình giống rất là nhiều người khác, là mình đã sử dụng cái template đó, mình điền vô như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn thực sự nổi trội hơn thì cái CV của mình nó nên, thứ nhất là nó không nên có logo, thứ hai là không nên sử dụng những cái template, tức là những cái mẫu nó đã quá phổ biến rồi. Và đó là tất cả những cái CV mà mình sẽ chỉnh sửa và góp ý cho các bạn ngày hôm nay. Mình biết là các bạn đã gửi về cho mình rất là nhiều CV, thế nhưng mà nếu mình chưa kịp chỉnh sửa CV của các bạn thì mình cũng hy vọng là các bạn đừng buồn và các bạn có thể tham khảo từ những bạn mà mình đã góp ý ngày hôm nay. Rất hy vọng là video này sẽ có ích cho tất cả các bạn, và cũng rất hy vọng là các bạn đã thích Nhà Có Tết 2021. Bây giờ đã là tập cuối rồi và đã đến lúc mà chúng mình phải nói lời tạm biệt. Hơi tiếc một chút, thế nhưng mà mình cũng đã rất là vui khi mà mình được đi theo các bạn cùng với Nhà Có Tết từ đầu Tết đến cuối Tết. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ có một năm thật là hiệu quả, thật là hạnh phúc ở đằng trước mắt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nhà Có Tết 2021. Tạm biệt!